Ok, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ tiếp tục lên sóng review cho tất cả mọi người một mẫu xe lồi đồng quê đá, một mẫu xe quốc dân, một chiếc xe form dáng đẹp và tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sửa chữa ít và đồ đạc thì dễ thay thế. Và đó cũng là một cái chiếc xe mà rất phù hợp cho các bác là mua về chạy gia đình hay là chạy taxi, chạy dịch vụ, chạy Grab thì cũng khá là ổn định và rất chất lượng. Đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2016, bản E xịn. Con này thì tên tư nhân, chính chủ biển Hải Phòng. Xe đẹp, không một lỗ nhỏ, cam kết cho anh em không lỗi, keo chỉ zin, máy số zin. Và đặc biệt là chiếc xe này là một chiếc xe gia đình sử dụng, không có khoan đục, không có taxi dịch vụ gì. Đó, vậy thì bà con, các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu Vios 2016 này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Một chiếc xe còn nguyên zin theo nhà máy sản xuất. Sơn si của nó thì nói chung là đã xước sát một tí, tỉa sơn một tí, nhưng độ đồng sơn zin của nó khá nhiều và đã được đánh bóng cả xe rồi. Với cái giá tiền là hơn 300 triệu đồng, tức là 340 triệu đồng thì bên em sẽ bao rút hồ sơ, hỗ trợ cho anh em về thủ tục vận chuyển, để cho anh em và quý bà con, các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu Vios E 2016 này thì có thể đến gặp trực tiếp Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, và đến với em thì các bạn có ngay một cái chiếc xe để đi gia đình chạy dịch vụ khá là ok. Với cái bản E xịn này thì nó được trang bị la đăng đúc R15, hệ thống phanh đĩa 4 bánh, hệ thống xi nhan tích hợp trên gương, hệ thống gương kính chỉnh điện và la đăng đúc, cũng như là hệ thống túi khí và ABS an toàn. Chiếc xe đang đeo biển 15A23976, biển Hải Phòng, tên tư nhân. Và đèn đóm của nó thì vẫn là đèn nguyên bản, đèn halogen ánh sáng vàng. Đèn gầm của nó cũng khá là sáng và sạch sẽ cho mọi người. Đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tận tháng 9 năm 2024 các bạn nhé. Xe rất là đẹp, hệ thống đèn xi nhan của nó khá là ok và rất ổn định. Form xe thì rất là cứng và rất là đẹp cho mọi người. La đăng đúc 4 bánh theo xe. Đây là hệ thống la đăng đúc 4 bánh theo xe. Dàn lốp của nó thì còn tương đối là mới, rất là đẹp. Tất cả bên trong cua lốp của chiếc xe còn khá là ổn định. La đăng đúc đa chấu này, hệ thống phanh đĩa này, hệ thống xi nhan được tích hợp trên gương đầy đủ hết theo xe này. Đăng kiểm đến tháng 9 năm 2024, phí bảo trì được bộ đến tháng 3 năm 2024. Và tổng thể bên ngoài của chiếc xe thì một màu sơn đen khá là đẹp và không có một cái vết gì cả. Đó. Tóm lại thì con xe này sẵn sàng là mua về cho các bác chỉ việc chạy thôi, không phải làm bất cứ một cái gì cả. Hệ thống na răng này, bên trong của nó là không có vấn đề gì nhé các bạn nhé. Hệ thống đèn hậu của nó này, hệ thống đèn hậu của nó cũng khá là đẹp, đó, sẽ xé cho mọi người. Rất là ok. Toyota Lan Cai Hải Phòng. Địa chỉ Lương Quán, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đó là cái thương hiệu là Toyota Lan Cai, có cái chi nhánh được đặt tại ở vị trí như vậy. Và cửa hàng của em thì nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 hướng đi Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Nằm ngay trên trục đường 10 nhé các bạn nhé. Và làm ở địa chỉ là thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đó, dàn lốp của chiếc xe là lốp Michelin, rất là mới này. Và tất cả hệ thống xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, hệ thống lốp sau cũng khá là mới cho bà con. Rất là mới luôn. Trang bị 4 bánh ABS. Vâng, bên em bán hàng thì nó uy tín 100%. Tất cả những chiếc xe bản gì nó ra bản đấy. Bản Z là bản Z, bản E là bản E, bản Nimo là bản Nimo. Các bạn phù hợp với tầm tiền nào thì các bạn mua tầm tiền đấy. Với bản E này thì nó được trang bị hệ thống túi khí hai bên và hệ thống ABS đầy đủ. Trần của nó, chiếc xe là trần nỉ nguyên bản theo xe, nội thất ghế da và tất cả những tem dập trên nhà máy sản xuất của chiếc xe. Tất cả những cái khuy ốc của nó còn nguyên bản. 2016 là một chiếc xe, cái form này của nó là từ năm 2014 đến 2017, cuối 27 đầu 2018. Nó sẽ là cái form này. Cuối 2018 thì nó sẽ lên một cái form khác, và đặc biệt hơn thì với 27 nó sẽ lên được cái máy mới, máy đuôi. Và đây là một chiếc xe 2016, nó vẫn là sử dụng hệ thống là máy cũ, máy VVT đỏ các bạn nhé. Form dáng của nó thì khá là ok, keo chỉ zin, kính kiếp của nó zin hết các bạn này, kính kiếp của nó còn zin hết luôn. Và nội thất của nó thì bên em cũng vừa dọn dẹp một cách là rất là sạch sẽ, dọn dẹp rửa ráy rất là ổn định và rất sạch sẽ cho mọi người. Và tất cả những cái phần tắp ni của cái cánh cửa chiếc xe như thế này nó còn khá là đẹp và khá chất lượng cho mọi người. Vâng ạ, bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Thân vỏ sơn si của nó khá là chất lượng.
các bạn nhé. Hệ thống đèn của nó cũng như phần cua lốp của chiếc xe, cũng như phần phần máng nước của chiếc xe nó còn khá là đẹp. Và tất cả những cái phần keo chỉ ở đít cốp này nó còn rất là zin cho mọi người, rất là zin cho mọi người, rất là zin, rất là đẹp và sạch sẽ cho bà con luôn. Tất cả đều rất xịn sò, rất là ổn định cho mọi người. Đây là phần gầm, là phần cốp dự phòng sơ cua và có cả những cái chổi gạt lau, chổi lông gà đấy. Tất cả bên trong của nó là không lỗi gì như các bạn nhé, không lỗi gì. Tất cả lớp lỉ cách nhiệt của nó còn lớp lỉ nó bảo vệ cái phần này nó còn nguyên bản. Cả miến lùi các bạn nhé. Phần gầm của nó đây anh em có thể thấy phần gầm. Gầm bệ của nó thì rất là ổn định. Gầm bệ của nó thì quá ổn định rồi. Không có mục mọt, rất là xịn sò. Tất cả các kính của nó này, kính của nó là 26 hết các bạn nhé. Vâng ạ. Đây, đây là phần chỉ phần cánh sau bên phụ. Tất cả cái chỉ cánh lái của nó, cánh phụ của nó là zin, cánh sau của nó là zin hết. Các bạn nhé. Táp lô táp ly còn khá là đẹp cho bà con. Rất xịn sò, nội thất thì khá là ok cho bà con rồi. Dòng Vios là một trong dòng xe mà có thể nói là rất là bền, lành và đặc biệt là khá là tiết kiệm nhiên liệu cho quý khách hàng và quý bà con. Vậy quý khách hàng và quý bà con, có anh chị em nào đang có nhu cầu muốn mua Vios thì nhà em đang có dao động từ 2013, 2003 đến 2017, 18 có cả 19. Đấy, bà con nào thích dòng nào, thích form nào, thích số sàn hay số tự động thì nhà em đều có hết nhé. Nhà em đều có hết đấy các bạn nhé. Tất cả này, tất cả đều rất là đẹp cho mọi người. Đấy, bà con có anh chị em chỉ cần nhấc máy lên và alo ngay cho em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Các bạn sẽ có ngay một chiếc Vios 2016, một chiếc xe khá đẹp, gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không hoạt động không taxi. Một chiếc xe rất là ok cho quý khách hàng và quý bà con. Màu đen tuyền, một chiếc xe mà còn zin hết toàn tập. Bây giờ chúng ta sẽ mở bên vào bên trong nội thất chiếc xe để kiểm tra về nội thất cũng như một số những cái chức năng ở trong chiếc xe này xem nó còn hoạt động hay không. Chiếc xe thì sử dụng 4 loa. 4 loa các bạn nhé. Vâng, tất cả hệ thống đèn đóm được báo trên vô lăng, trên phần tắp mặt đồng hồ này đều rất là ổn định. Đấy, chỉ có riêng một cái đèn phanh, mình đang hạ phanh tay thì mình sẽ hạ xuống này thì nó sẽ mất đi. Và riêng một cái đèn vàng báo lỗi kia là anh em phải đổ xăng vào thì nó mới hết được. Còn đâu thì bây giờ thì chưa hết được. Tất cả là hệ thống kính điện. Dòng Vios là một trong dòng xe nó khá là nghèo nàn công nghệ. Thực ra nó chả có cái công nghệ gì, chả có cái option gì trên chiếc xe này. Nó chỉ được trang bị hệ thống túi khí ABS và gương kính chỉnh điện theo xe, những cái chức năng mà hầu như ở chiếc xe nào nó cũng đã phục vụ được. Còn một số những chức năng khác thì hiện tại nó không được tích hợp trên con xe này. Ví dụ như cửa sổ trời hay điều hòa tự động hay hệ thống sấy sưởi ghế hay là cửa đuôi can trô ga tự động là nó không có ở trên những chiếc xe Vios ở những cái đời như thế này. Đấy. Hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì các bạn thấy đấy, rất là ổn định luôn, nước rất là nhiều. Và nói thật với các bạn là nếu như càng ít công nghệ, càng ít option thì chiếc xe nó càng bền và nó ít hỏng vặt cho mọi người. Ít hỏng vặt cho mọi người. Mà có hỏng vặt thì những cái đấy nó cũng rất là dễ sửa chữa, đúng không ạ? Hai cái túi khí này là hai cái túi khí rất cần thiết trên một chiếc ô tô. Hai cái túi tí ở đằng trước này rất cần thiết trên một ô tô. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản, chân nỉ nguyên bản các bạn nhé. Chân nỉ nguyên bản và tất cả nội thất phía sau của chiếc xe cũng khá là ổn định cho mọi người. Bây giờ tôi này sẽ xuống mở phần khoang máy lên để kiểm tra về máy của chiếc xe này, xem máy của nó thế nào. Thực ra thì Vios thì nó được cái phần máy của nó là khá là bền và rất là lành. Tất nhiên thì ở đây mình không nói những cái dòng xe khác là nó không bền không lành, nhưng cái dòng Vios này thì nó rất là nó có thương hiệu rồi, nó có gọi là đâu đó là bao nhiêu năm từ 2003 năm. Có thể không lâu đời bởi những dòng xe khác, nhưng dòng Vios là một trong dòng xe rất là có thương hiệu. Và con này thì em tuấn thật với các bác này, em tuấn nói thật với các bác là cái mặt dàn cò của nó, từ những con ốc mặt dàn cò của nó cũng chưa có tháo lắp một cái gì, máy còn zin từ A đến Z và cực kỳ khô ráo, chạy rất là ít. Đấy, những cái tem của này của nó còn nguyên bản và những cái phần ủi giảm sóc của nó đấy, còn rất là đẹp cho mọi người. Tóm lại thì đây là một chiếc Vios E 2016 còn zin nhất cho quý khách hàng cũng như quý bà con của bác anh chị em. Vậy thì bà con của bác chị em nào quan tâm về mẫu Vios này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ của anh em nằm tại ngay thôn 1 Bắc Sơn, Đan Dương, Hải Phòng.
rất kính mong quý vị anh chị khách hàng có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em để xem và trải nghiệm về những cái mẫu xe mà bên em đang giới thiệu lên hàng ngày. Giới thiệu là chỉ có để bán thôi chứ không phải giới thiệu để chơi. Vì thế nên là các bạn nào có nhu cầu thì hãy đến với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, có xe mang về và bớt giá nhiệt tình.